cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 13.972 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7.549 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến 18 giờ ngày 30 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 13.972 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 197 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 25.252 ca. Trong ngày có thêm 14.624 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.238.082 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 989.348 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch với gần 100 công nhân xây dựng tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, sáng nay, ngành y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, sàng lọc F0. Quận Hồng Bàng đang tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại công trường và đã có 98 ca dương tính với SARS-CoV-2. Công tác truy vết những người có liên quan đến F0 cũng lập tức được tiến hành, cùng với phong tỏa, phun khử khuẩn những nơi F0 đã đi qua. Thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi không thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Cách đây chỉ vài ngày, thế giới đã ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, đó là Omicron. Để ngăn chặn biến chủng mới xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19 tập trung phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch. Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron có tới 32 đột biến protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 và được dự báo là có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Một số nghiên cứu cho thấy, biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta. Cái con đột biến sau á, mà nó tồn tại là nó sẽ lây nhiều hơn con trước, và con trước nó sẽ tự tiêu đi. Thì cái đột biến đó nó sẽ lây dần dần, ví dụ như là ở cái vùng này, đầu tiên là Alpha chiếm ưu thế. Nhưng mà khi có Delta tới, thì Delta sẽ lấn hết chủng Alpha. Và rõ ràng chúng ta nghe rất là nhiều chủng rồi, cho nên tới bây giờ cái chủng Omicron này đó, nó người ta phân tích ra trong cái bộ gen của nó đó, cái protein gai chính đó, thì nó có thay đổi nhiều cấu trúc hơn, đột biến nhiều hơn là so với cái chủng Delta. Người ta đang nói là nó sẽ lây hơn, và cái quan trọng là nó lây cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thoát được cái khẩu trang và cái rửa tay của mình, nó sẽ rớt vào nước sát trùng. Và cái quy luật sinh học á, người ta cố gắng người ta chặn cho nó không lây, nhưng có thể nó đã lây rồi mình không biết. Thứ hai là quy luật sinh học thì đa số các chủng mà lây nhanh nó thuần với con người là nó sẽ nhẹ hơn. Theo các chuyên gia y tế, nếu mức độ lây lan của biến thể nhanh hơn thì khả năng độc lực sẽ giảm đi. Và dù như thế nào thì các biện pháp an toàn để phòng chống dịch như 5K vẫn là điều tiên quyết. Ở Nam Phi nó như vậy mà không thấy cái tỷ lệ tử vong của Nam Phi nó cao hơn là lúc trước. Nếu mình đúng là nó lây mà nó thuần với con người nó nhẹ hơn thì là mình càng khỏe. Tuy nhiên lúc đó thì cái đối tượng nguy cơ mà cơ bản của một cái bệnh lý do CV hô hấp á, thì mình vẫn phải bảo vệ họ. Cho nên cái cuối cùng quay lại là có chủng gì nữa thì chúng ta cũng phải 5K nhất có thể. Chúng ta cũng phải cố gắng tiêm chủng và đặc biệt là tiêm chủng cho những cái đối tượng nguy cơ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về cơ chế cũng như tác động của biến thể này đến diễn biến của dịch bệnh, chúng ta vẫn luôn phải cảnh giác trước mọi nguy cơ xâm nhập của biến thể vào đất nước. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, dấu hiệu bất thường của các ổ dịch, nhằm kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của biến thể Omicron. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin hai lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 11, được gia hạn thêm 3 tháng. Chiều nay, lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đối với các lô vaccine Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22 tháng 10, có hạn sử dụng 6 tháng in trên nhãn, đều được tăng thêm 3 tháng sử dụng. Việc gia hạn sử dụng của vaccine dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và bảo đảm chất lượng an toàn hiệu quả.
các lô vaccine Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng đều được tăng hạn dùng lên 9 tháng sau thời gian Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu EMA phê duyệt. Trên cơ sở kết luận của FDA và EMA, ngày 30 tháng 9, Hội đồng Tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua kéo dài thời hạn sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Số ca mắc mới và tử vong mỗi ngày của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cao và số ca nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện. Bên cạnh đó, thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron, mặc dù đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan và nguy hiểm của biến thể này. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chuẩn bị kịch bản ứng phó với biến thể mới này. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, dù là biến thể virus gì thì cũng lây lan qua đường hô hấp, nên đề nghị người dân không hoang mang, không lơ là mà thực hiện tốt nhất quy định của ngành y tế, đặc biệt là thực hiện nghiêm 5K, củng cố hệ thống y tế, tăng cường bao phủ vaccine là những biện pháp thực hiện trước những lo ngại về biến chủng COVID-19 mới Omicron. Cố gắng đeo khẩu trang thường xuyên hơn, khử khuẩn thường xuyên hơn, giảm bớt đi cái thói quen là thích tụ tập, lá cà. Hiện những thông tin về biến thể Omicron vẫn chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan, nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến chủng này từ Tổ chức Y tế Thế giới. Nên trước mắt, thành phố vẫn xây dựng kịch bản chống dịch theo diễn biến tình hình hiện tại, như đối phó với biến chủng Delta. Mình phải chuẩn bị các kịch bản, mình xây dựng bệnh viện dã chiến, mình chuẩn bị chăm sóc F0, mình xây dựng trạm y tế lưu động, mình củng cố hệ thống trạm y tế phường xã, mình tăng cường tiêm vaccine. Hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Nhiều tuần liên tiếp thành phố duy trì cấp độ 2. Tuy nhiên, số ca mắc mới và tử vong mỗi ngày của thành phố vẫn còn cao. Số ca nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện. Chính vì thế, chính quyền thành phố vẫn đang kiểm soát chặt các biện pháp phòng chống dịch. Sau đây là thông tin chúng tôi mới cập nhật về số ca mắc COVID-19 mới tại thủ đô Hà Nội. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua thì trên địa bàn ghi nhận 468 ca mắc mới, trong đó thì có 274 ca trong cộng đồng. Mới đây, thành phố Hà Nội quyết định thực hiện điều trị F0 thể nhẹ tại nhà để tạo thuận lợi cho người bệnh, cũng như là tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở. Điều này cũng nhằm đáp ứng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đang thực hiện điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở, trạm y tế lưu động tại 4 huyện gồm Hoài Đức, Sóc Sơn, Mỹ Đức và Thanh Trì. Theo dự kiến, trong tuần này, tất cả các địa phương còn lại ở Hà Nội sẽ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, đây là thời điểm phù hợp để Hà Nội triển khai việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân cũng như tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở. Với những trường hợp mà F0 điều trị tại nhà thì được các nhân viên y tế ở tuyến y tế cơ sở chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên và quan trọng là phát hiện sớm được những cái dấu hiệu bất thường và có cái sự chuyển tầng để mà đưa người bệnh kịp thời tới các cơ sở y tế phù hợp. Cái mục tiêu quan trọng là người dân được đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như là sức khỏe. Bà Trần Thị Nhị Hà cũng nhấn mạnh việc điều trị F0 tại nhà cần sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng và ý thức phòng chống dịch của bệnh nhân để không lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trong quá trình điều trị, nhân viên y tế tuyến cơ sở sẽ tiếp cận sớm nhất để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân.